A Quay đang ăn buổi trưa của mình hả A Quay? À, đang muốn mình có mẹ. Dạ. A Quay năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là 70 chứ. 70 rồi. 70 rồi. Dạ. Dạ, ông bà cô chú anh chị thân mến, hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi. Thì đến đây thấy có một người bà đang ngồi đây ăn buổi trưa của mình. Thì hiện tại là bà đang ăn lá đu đủ hả bà? Lá đu đủ. Bà ở đây với ai vậy bà? Không có đâu. Bà ở đây cùng với lại ai? Con một mình mẹ chứ. Rồi Ama đâu? Ama đi làm mướn, làm thuê á. Đi thì con đi Lâm Đồng. Anh đi Lâm Đồng rồi? Và đi làm thuê cho người ta rồi? Thuê người ta có tiền là con ở nhà không có tiền ăn. Dạ. Dạ, à, Quay ở nhà một mình rồi, ăn lá đủ vậy thôi? Ăn lá đủ không có ăn. Dạ. Ăn đáy, ăn chỗ sống. Ăn để sống ha Quay? À. Rồi Ama đi làm như vậy rồi có gửi tiền về cho Quay không? Không có đâu. Không có cho hết, không có. Chắc là làm hết thì mình về mình có tiền để ít cho con. Dạ. Các kèn có hai cà phê có tiền, các kèn là có tiền ít lắm chứ. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đi làm lên trên ông đó về mà? Ông là 50. Năm chục tuổi ông đó. Ông là 50 tuổi. Làm mê đó, ba là chắc là 70. 70 rồi. Sao? Tức là bà có mấy người chồng rồi? Bà hả? Dạ, bà có mấy người chồng? Ông Quay có mấy người chồng rồi? Chồng cô là dạ. Là bắt đầu chồng mới lại thì chồng đi nó muốn không thể thì hai chồng rồi. À, là bà có hai chồng rồi. Là người ta thích mẹ cho mình lấy cho. Dạ. Là mẹ có người ta thích, thích chồng nhau là làm ăn. Có tiền là ăn, có tiền là thôi để kiếm bê bà chứ. Dạ, là lúc trước chồng mới hiện tại bây giờ của bà là chỉ mới 50 tuổi thôi. 50 tuổi rồi. Là bà lớn hơn ông 20 tuổi. Lớn hơn chứ. Dạ. Ông là té hơn là mẹ là già hơn. Lớn hơn tôi á. Dạ, lớn hơn 20 tuổi lận. Dạ. Là lúc trước là ông chồng trước của bà là mất lâu lắm rồi hả? Lâu rồi, chắc là 70 năm rồi. Dạ. Lâu bà chồng cô là lâu rồi. Là chồng cũ của bà là mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ, Sơn Ngọc nghĩ là chắc là bà không nhớ chính xác đâu cả nhà. Chính xác. Dạ. Chắc là trước bà cô chồng cô là 18 rồi. 18 năm rồi, lâu rồi mà. 8 năm. 8 năm rồi. Đúng 8 năm không bà? Đúng. Đúng 8 năm. Bà có mấy người con bà ạ? Còn bà hả? Dạ. Bà hãy còn có ba hả? Bà có mấy người con? Con hai. Của bà, con của bà có mấy người? Hai người, một dạ. Đứa con trai, một đứa con gái. Đã lập gia đình hết chưa bà? Hết rồi. Dạ. Con gái là ăn riêng á, còn mẹ giờ là ăn con là ăn riêng, mẹ là ăn riêng. Dạ. Có đủ ăn là thôi. Con trai là bắt vợ rồi, ba đứa con rồi, con trai á. Chưa ăn cơm. Dạ. Làm cái này là mình ăn thay cơm luôn hả bà? Ăn thay cơm được. Dạ. Ăn ít là được, ăn nhiều là biết ăn là nhảy cũng được đó, rất là được đâu. Dạ. Đáng quá. Bà ăn như vậy là có no không? Ngon chứ. Dạ. Nó sáng lắm đó, cùng lắm vô chén ăn. Dạ. Ăn rồi. Ở trong này còn không bà? Trong son còn không? Còn. Còn cả son trong này luôn. Là cái này là mình để tí nữa rồi chiều mình ăn nữa hay là sao bà? Chưa ăn chứ. Chiều ăn nữa hả bà? Chưa ăn nữa. Dạ. Nấu lại. Dạ. Dạ bà ơi. Như hàng ngày là bà ở trên đây rồi hàng ngày là bà
đi làm cái gì để mà mình kiếm ra tiền mình trang trải cho cuộc sống? Nói là bà nói cho con là kiếm phần con bò này, kiếm 1-2-3 bò là đi kiếm tiền mua gạo ăn. Dạ. Nó không đi kiếm lại. Dạ, là kiếm phân bò. À, kiếm phân bò mà. Là đi kiếm phân bò để mà bán kiếm tiền đổi gạo. Kiếm tiền đi gạo ăn. Bà không ở chung với lại con của mình à? Ờ không, mình ăn riêng à. Là lý do vì sao vậy bà? Sao là mẹ không có, mẹ không có thịt cho con đâu, ăn một mình là được rồi. Năm nhà tất nhà cái ăn đó. Dạ. Hôm qua là kiếm phần bò là 2-3 bao, mua ngốc ăn nè, mua gạo ăn nè, ăn một mình. Dạ là như là con của bà là ai cũng đều khó khăn hết, cho nên là bà cũng không ở chung với lại con của mình để làm gì đúng không bà? Không có đâu. Dạ. Là bây giờ là bà ăn xong rồi, rồi tí nữa bà có đi nhập phân bò không? Nhập nữa. Có hả? Có. Rồi tí nữa bà có đi lượm phân bò thì dẫn con đi theo nữa nha. Dạ. Phân bò này nè, được mà. Dạ. Bà ơi, như phân bò này là của ai mà bà nhặt vậy? Phân bò của cháu. Của cháu? Dạ. Không, của cháu là nhặt được, người ta nhặt sao được. Dạ đúng rồi, nếu như mình nhặt con bò của người ta là người ta chửi á ha. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mấy cục này là mấy cục ướt mà đúng không bà? Ướt con nhặt đại. Ướt rồi mình nhặt luôn. Rồi người ta có mua không? Mua chứ. Dạ. Trời ơi, con bò bà bóc tay không đấy luôn hả? Dạ. Còn mấy cục này bà, còn mấy cục nè. Mấy cục này mình bóc luôn. Khùng rồi phía bên này có mấy cục nữa. Đưa con cầm phụ bao cho bà. Sao trời nắng mình không nghỉ ngơi tí rồi mình đi bây giờ luôn vậy bà? Đi nắng là kiếm phần chứ. Dạ, và tranh thủ chiều là mình đem đi bán hả bà? Chiều đi bán. À, đi bán đổi gạo ăn. Đổi gạo ăn. Mình không mua bao tay để mình mang vào mình đi nhặt hả bà? Kệ đó, không có tiền đi mua. Dạ. Không có tiền mà mua. Không có tiền mua bao tay. Bao tay. Dạ. Ý như là mình nhặt một bao phân bò mình bán có 10.000 đến 15.000 nè. Không phải đâu, con là 2.000 á, một bao á. 12.000 hả ba? 12.000. Thì 12 mua 000. Bao tay nữa thì hết 2.000 đi. Còn có 10.000 nè. 10.000 một bao phân bò không đủ 1 kg gạo luôn cả nhà. Dạ đây bà ơi, bao phân bò. Rồi. Đây là phân khô rồi. Không có sao, phân khô bóc không sao mà phân ướt thấy bà bóc ghê quá. Bóc đại. Dạ. Ủa bò đâu hết rồi bà? Con không thấy con bò nó hết trơn vậy. Không mua. Bỏ đi chơi hết rồi hả bà? Đi chơi hết rồi. Bỏ đi chơi hết rồi. Đi chơi hết rồi. Đi kiếm... Nó đi kiếm gì vậy bà? Đi kiếm cỏ ăn chứ. Đi kiếm cỏ ăn. Dạ. Ở trong kia con thấy có con cục to lắm kìa nè. Ở trong bụi cây. Dạ đi bà. Rồi vậy là biết khi nào mới đủ được một bao bà? Chiều lắm lại. Dạ. Ít lắm thì cho đủ bao ăn. Dạ, là biết khi nào mới đủ được một bao bên kia nữa bà ơi. Cả nhà mình thấy khó ghê không? Khó. Đi nhặt vậy là đâu phải mình nhặt được một bao phân bò dễ đâu cả nhà. Rất là khó luôn đó chứ. Khó chứ. Bao nhiêu là phân nhiều á. Dạ. Đâu phải là nhặt được một bao phân bò là nhặt được đâu. Ở đây nè bà. Có. Ở đây nè có nè bà, đây có phân nè. Em con có chỉ có phân nè. Này ướt. Ướt hay khô bà? Khô chứ. À khô rồi trời. À này là khô nó mà làm nguyên một cục luôn, bóc nguyên cục luôn. Dạ. Đây nè bà ơi.
bên đây còn nữa. Ủa bữa nãy mình đi qua bên đây mình không thấy à. Đây nè bà. Mấy cục luôn, to hơn à. Bây giờ cái này là mình nhặt mình đi, vừa đi xa mà kiểu như mình nhặt càng nhiều cả nhà mình na đi càng nặng. Thì hướng bên kia có con bà, à kia cũng thấy có con bò kìa. Bây giờ mình tới đó mình coi thử có phân không, mình lượm luôn bà ha. Kiểu như bây giờ mình nhặt càng nhiều rồi nó càng nặng, cầm đi càng xa nó càng nặng nữa. Rồi, ướt hay sao bà ơi? Ai khô rồi? Khô rồi. Rồi, nguyên một cục to đùng luôn à. Ở trong đây hình như con thấy có ai ở nữa đâu đúng không bà? Ừ. Ở trong đây con thấy có ai ở nữa đúng không? Có, con có mẹ. Dạ? Con nhà con đây nè. Con chơi chứ. Dạ. Con ở đây này. Kiểu như là xe ngọc trai thanh niên nhưng mà kiểu cái này cũng chưa được nửa bao phân nữa mà kiểu như vừa đi vừa nhặt như thế này á cả nhà. Khiêng đi cũng thấy nặng nữa, mà huống chi là như bà cũng lớn tuổi rồi à, hàng ngày đều làm công việc như thế này thấy cũng cực lắm cả nhà, đi vòi nắng mà na cái bao này nữa, kéo vậy luôn, lát nữa rách bao nữa là lụm lại đuối luôn. À chỗ này có phân nhiều nè, phân quá trời luôn, tại vì chỗ này là hình như là mình cột bò chỗ này đúng không bà? À. Dạ. Bà ơi, có khi nào mình nhặt phân mà lộn phân của người ta không? À, không phải đâu. Phân bò của người ta bà. Ồ. Phân của cháu của mình á. Dạ, ấy là có khi nào mà mình nhặt lộn không mà người ta chửi không? Không. Dạ. Lúc phân người ta là người ta dạ. Chửi thế phân mình cháu mình không có chửi hết. Thấy cái này cái được con bao luôn. Bà chính xác là 70 tuổi không bà? À, đúng rồi. 70 tuổi mà con thấy bà cũng khỏe ghê á. Thế ngày nào là kiếm phần chứ. Dạ. 70 tuổi mà đi lượm phân ào ào à. À. Phân nhiêu là một ngày là 2-3 bao. Một ngày là bà có thể lượm được 2-3 bao. 3 bao, 4 bao được một lúc này nè. Kiếm dạ. đầy chứ. À, được nửa bao nè, lượm khúc chỗ này không được nửa bao rồi. Còn nửa bao nữa mới đầy bao. Cũng vất vả nghe bà ha. Ừ, mình không. Mà một bao mà đâu có đổ được một ký gạo đâu, đổ đủ đâu. Ký gạo bữa đây 17.000 một ký rồi. Ừ, đúng rồi. Có thể là kiểu như tùy loại gạo cả nha. Gạo ngon thì hơn. Ừ. Gạo bình thường thì khoảng cỡ 17.000. Vậy là hết rồi hả bà? Hết rồi. Mà vô hay là mình vô chuồng người ta mình nhặt luôn. Nên phân có cháu này nè. Dạ. À, vô chuồng người ta nhặt luôn hả bà? Ừ. Vô chuồng bò của cháu bà. Ờ, cháu bà này nè. Dạ. À đây nè bà. Đúng rồi. Dạ, đây nè. Con bò của cháu con. Mò này, mò riêng này, người ta này. Dạ. Ui.
con bò này con thấy nó tưởng đâu nó ướt chứ ai ngờ nó khô hết rồi. Nắng. Cái này chắc phân hôm qua mình để dành đó bà ha. Để dành mà đi nhiêu nhiêu mà đi lộn. Như cái dụng dụng này mình gom lại mình bán cũng được nè bà. Nó cũng được. Như một bao phân bò về mình vác nổi không? Người mang vác được. Dạ. Người có người bà vác hả? À. Còn không có người thì sao? Để lại. Để lại. À. Như vậy là chưa đủ rồi sao bà? Chưa đủ rồi sao? Đủ chiều đây mình có gạo ăn. Chưa đủ sao chiều có gạo ăn đây? Chưa hả? Dạ. Ăn lá đủ không? Không được. Ăn lá đủ mới nãy nữa hả? Ừ. Đói làm sao? Tối đói làm sao? Đấy là hôm nay ăn lại, làm sao đâu. Giờ mình gom gom cái này mình đổ vô cho nó đầy luôn được không? Bà. Được. Dạ. Cái này là mình đợi cho nó khô nữa hay là sao bà? Mày hả? Dạ. Mày mang. Mai mình bán. Để bán. Bây giờ mày. Con mang giùm bà về được không? Tối con mà. Dạ. Tối. Tội con hả? Dạ, ý là bây giờ con mang về giùm cho bà là vẫn được đúng không? Được. Dạ, vậy đây bây giờ bà cột đi rồi con mang về giùm cho bà. Lâu lâu con của bà có phụ giúp cho bà tiền rồi gì không bà? Không có đâu. Không có hả? Ừ. Con của bà lâu lâu cũng không cho bà tiền để bà mua đồ ăn luôn. Không. Con ăn riêng này, ăn riêng chứ. Dạ. Con không có gì mà ăn. Con có là con cho mẹ, con không còn không có đâu, con không sao cho, sao được. À, hãy là bà chia sẻ là con của bà là có thì mới cho, còn không thì thôi. Dạ, tức là bây giờ con của bà hiện tại cũng đang khó khăn cho nên là làm sao mà giúp đỡ cho bà được đúng không? Được. Đó sao được. Dạ. Con nhà có mẹ nữa, nhà con ở đây này nè. Dạ. Bây giờ con vác đi nha bà. Vác đi, tụi dạ. Con chứ. Tội con hả? À. Tí nữa bà có gì tặng cho con lại không? Không có gì đâu. Như bao phân bò này có 10.000 nè. À. Dạ. Đi bà đi. Đi đường này con này. Hai bà cháu nãy giờ đi kiếm được có 10.000 nè cả nhà ơi. Mà bà phải kiểu như tí nữa mà Sơn Ngọc có về á thì mai bà phải mang một mình đi xuống dưới cái chỗ mà để bán nữa. Chứ không phải là như thế này là kiếm được 10.000 không đâu. 12.000 một bao á. À 12.000 nãy giờ con cứ nhớ 10.000 không à. Một bao phân nghe Sơn Ngọc thấy cũng khoảng cỡ 20 mấy ký á cả nhà. Tại vì nãy giờ mình nhặt cũng có phân ướt nhiều á cho nên nó nặng. Bây giờ phân mình để đâu đây bà? Đây là đường này. À chỗ kia là con thấy hình như bà cũng đã có một bao phân rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi. Một bao phân. Phải nói là rất là nặng luôn. Kiểu như là mình vác được nhưng mà mình đi khổ một cái đường dài á thì nó càng ngày nó càng nặng lên đó nha. Rồi kiếm nước uống nè. Bà ơi, con có một số quà con tặng cho bà nha.
Dạ. Bà có mệt không? Mệt. Hả? Mệt. Bà uống nước chưa? Cái đây là nước mình uống hay là mình để làm gì đây bà? Nước uống hết nè nè. Nước uống hết luôn. À. Dạ, là nước này là mình đi lấy nước máy hay là nước ở đâu bà? Nước này nè, nước gần nhà cháu này nè. Nước máy hay nước suối bà? Nước suối. Nước suối. À. Mình uống được không bà? Được. Dạ, con uống một ít nha. À, uống đi. Bà uống không? Uống. Uống hả? Dạ. Xin Ngọc mời cả nhà mình. Nãy giờ đi nắng nhặt phân bò cùng với bà. Quá là đã. Con gửi lại cho bà. Ồ, bà ở trong đây uống nước suối khác hả bà? Dạ. Nước suối này với lại nước suối đó nó khác gì không bà? Không phải đâu, là nước sạch nó hết sạch hết rồi nè. Dạ, là nước nào cũng như nước nào hết. Ờ, nước nào. À, dạ. Bây giờ là bà ngồi chỗ đây nha. Ừ. Ngồi đây với con nha. Ừ. Dạ. Đây. Nay con tặng cho bà một số quà. Con xin phép ông bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm để tặng cho bà những cái số quà này. Đây là cái túi thần kỳ của con nè bà. Túi này túi thần kỳ con mới sắm á. Dạ. Đây. Tén này nè, một gói mì tôm. Con tặng cho bà một gói mì tôm nha. Dạ. Đây. À không quên nữa, đây con tặng cho bà cái này. Này là những cái món đồ ăn nhu yếu phẩm trong gia đình của mình hay mua về mình sử dụng á bà. Ừ. Một chai mắm. Đây. Một bịch bột ngọt. Tén đen đen. Một chai dầu nước tương. Một chai dầu ăn. Dạ. Hai bịch muối và một bịch đường. Bà nha. Dạ, giờ trước mắt con để đây nha bà. Dạ. Rồi con tặng cho bà thêm một gói mì tôm nữa. Ở trong đây là có gạo. Đây là một bao gạo nha bà. Bao gạo. Dạ. Thôi gạo bây giờ con để trong kia cho bà nha. Dạ. Gạo để trong này. Đây. Thôi cái này là bỏ trong bọc. Bỏ trong bọc lại. Dạ, đây. Bỏ vô. Ở trong đây là có một thùng mì tôm. Sơn Ngọc kiểu như là xé ra bỏ trong cái bao thần kỳ này để mà dỡ. Sơn Ngọc dễ chở cả nhà. Ở trong này nè cả nhà ơi. Đây. Thì bây giờ Sơn Ngọc sẽ để vào trong trong căn nhà của bà để tí nữa bà kiểu như bà cắt lại gọn gọn rồi bà để dành bà ăn nha bà. Dạ. Tại vì cái túi thần kỳ của con nó lạ lắm cho nên là con phải xé cái thùng mì tôm ra. Rồi bây giờ bỏ cái túi thần kỳ qua bên nè. Đấy. Bây giờ là trước mắt là mình để đó nha bà nha. Dạ. Dạ bà ơi, thì con mới vừa gửi cho bà những cái món quà nhu yếu phẩm á bà. Thì bà để dành bà ăn nha. Và con sẽ xin phép những ông bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho bà thêm một số tiền nữa để có gì bà mua đồ ăn nha bà. Dạ, dạ thì con Sơn Ngọc xin phép ông Chanh và bà Giá ở Hóc Môn. Con xin phép con trích ra 200 nghìn. Và con xin phép cô chú Quý Hòn, con trích ra 200 nghìn. Và con xin phép chú Hùng ở Đồng Nai, con trích ra 200 nghìn. Và con xin phép cô Phương ở nước ngoài, con trích ra 200 nghìn. Và em Sơn Ngọc xin phép anh xin dấu tên, em trích ra 200 nghìn. Và con xin phép chú Khâm, con trích ra 200 nghìn. Thì con trích ra những ông bà, cô chú anh chị vừa mới nêu tên đó, thì con trích ra mỗi người là 200 nghìn. Thì con cộng lại thì được là 1.200.000. Thì con mua những cái món quà nhu yếu phẩm là hết 340 nghìn. Thì con lấy 1.200.000, con trừ 340 nghìn. Thì thành ra là còn lại là 860 nghìn. Thì con xin phép tất cả ông bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm con mới vừa nêu tên ra, thì con sẽ tặng cho bà với số tiền là 860 nghìn để mà bà mua đồ ăn.
Dạ bà ơi, con gửi cho bà 500 nè. 100 nè là 600. 700. 800. 860.000. Đây là 50, đây là 10.000. Biết rồi. Dạ. Bà biết tiền không? Biết chứ. Đây là bao nhiêu vậy bà? 500. 500. Dạ, bà biết tờ 500 được là được rồi. Lúc phân dạ. Lúc phân bao nhiêu đây chắc là bà đi lượm phân cũng nhiều lắm ạ. À nhiều. Ừ. Dạ. Phân là 5 bao là tôi là 60. Dạ. 5 bao. Mà 5 bao mới có 60 rồi. 60. Còn đây là 860.000 lần cơ mà. À. Dạ. Bà cất đi bà, cất vô túi nè. Cất vô túi nè bà. Đấy. À, dạ con Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt bà con cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm rất là nhiều. Con chúc những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và bà ơi, bà dự tính là như mình dùng số tiền này để làm gì bà? Mua gạo ăn hả bà? Mua ăn cất đó. Dạ cất ăn hết rồi mua ăn hết gạo còn là cho ăn nè cho này mà hết rồi mua tiếp. Dạ là bây giờ là bà ăn hết gạo rồi mới nãy con mang lên tặng cho bà rồi bà mua tiếp. Mua thêm để ăn. Thêm ăn hết gạo này mới mua lại. Dạ. Bà có vui không? Có vui khi con tặng quà cho bà không? Ai? Bà có vui khi con tặng quà cho bà không? Vui chứ. Vui. Bà khóc à? Khóc chứ. Khóc. Trời ơi. Rồi vài bữa nữa khi nào rồi chồng của bà mới về? Chắc là 2 tháng nữa mới về. 2 tháng nữa? À, 2 tháng nữa mới về. Làm hết của người ta hay mà về kiếm ăn với bà chứ ở nhà. Dạ. Là bà ở nhà thì như ngồi công việc bà đi nhặt phân bò ra thì bà còn làm gì nữa không? Làm cỏ này. Làm cỏ nữa? Làm cỏ rây này, gợt này. Là mình đi làm thuê cho người ta hả bà? Không. Làm của mình, làm rẫy của mình. Là hiện tại trên rẫy của bà là bà trồng trọt được cái gì bà? Trồng khoai nè. Trồng khoai. Trồng đậu đỗ nè, ăn. Rồi bà trồng đậu đỗ nữa, để ăn. Để ăn. Mình mua là có ăn, là nắng là ăn cho được. Nắng là chết hết á. Dạ, hiện tại bây giờ là mùa này là mùa nắng rồi. Nắng là nó mất hết rồi. Dạ, nó không sống nổi nữa, nó khô quá. Khô quá mà. Dạ. Khỏe mà chết hết á. Không có đủ nước để mà mình tưới cho nó. Không có nước đâu con. Dạ. Dạ rồi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ con Sơn Ngọc, cảm ơn ông bà cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nha. Sơn Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Cả nhà mình ơi đừng quên ủng hộ Sơn Ngọc 1 like và 1 đăng ký kênh nha. Bye bye.